Harry Kane và Manchester City chắc chắn là hai trong những từ khóa hot bậc nhất trên các mặt báo trong mùa hè này. Từ thời điểm đầu cho đến khi thị trường chuyển nhượng gần kết thúc, tiền đạo người Anh vẫn luôn là mục tiêu số 1 cho vị trí tiền đạo của Man City. Chính Kane cũng đã thừa nhận anh muốn ra đi và điểm đến khả dĩ nhất chính là sân Etihad. Báo chí tốn biết bao nhiêu giấy mực để thêu dệt nên những câu chuyện gắn Kane với Man City. Để rồi vào ngày hôm qua, tiền đạo đội trưởng của tuyển Anh đã chính thức tuyên bố rằng anh sẽ tiếp tục ở lại với Tottenham Hotspur ở mùa giải này. Mọi câu chuyện liên quan đến sự ra đi của anh đã dừng lại. Nhưng vào lúc này người ta mới nhận ra suốt cả mùa hè Man City chỉ theo đuổi một mình Harry Kane. Vậy giờ đây khi nhiệm vụ thất bại, The Citizen sẽ làm gì tiếp theo trong bối cảnh vị trí tiền đạo vẫn là điểm yếu chưa có lời giải của đội bóng này? Không phải ngẫu nhiên mà đội chủ sân Etihad lại quyết tâm chiêu mộ Harry Kane đến thế dù có phải chi ra số tiền kỷ lục 105 triệu bảng. Bởi vị trí mũi nhọn trên hàng công đã trở thành một trong những nỗi lo lớn nhất của Man City kể từ mùa giải trước. Sergio Aguero thì đã ra đi, sự lựa chọn gần như là duy nhất còn lại là Gabriel Jesus thì chưa bao giờ khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Tiền đạo trẻ Ferran Torres đang được huấn luyện viên Pep Guardiola rèn rũa ở vị trí mũi nhọn, nhưng sở trường của anh vẫn là một tiền đạo cánh. Trong giai đoạn then chốt của mùa giải trước, đặc biệt là chuỗi trận vòng knockout Champions League, Pep Guardiola thường lựa chọn một sơ đồ không có tiền đạo cắm, với người chơi cao nhất là Kevin De Bruyne. Cách sử dụng sơ đồ không tiền đạo đó đã thành công, ít nhất là cho tới trước trận chung kết. Tuy nhiên, thất bại khó quên trước Chelsea tại Porto đã khiến cho Pep nhận ra rằng ông vẫn cần một tiền đạo thực thụ, một mảnh ghép có thể hoàn thiện đội hình trong mơ của ông, và thế là tin đồn Harry Kane xuất hiện. Nhưng khi mà kỳ chuyển nhượng chỉ còn 6 ngày nữa là khép lại, việc Kane bất ngờ quay xe có lẽ cũng đã khiến cho những kế hoạch của Man City bị đảo lộn, và giờ đây họ sẽ phải tìm ra giải pháp cho mình một cách nhanh nhất có thể. Trong những ngày gần đây, báo chí bất ngờ gán ghép Man City với một cái tên khiến tất cả không tin được, đó chính là Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang muốn rời khỏi Juventus ngay trong mùa hè này. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất Man City là bến đỗ khả thi dành cho siêu sao 36 tuổi. Bởi Manchester United thì không tỏ ra hứng thú, Real Madrid thì đang dồn tiền để chiêu mộ Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain đã có một kỳ chuyển nhượng quá thành công với Messi trong đội hình và họ không có nhu cầu gánh thêm một khoản lương khổng lồ nữa. Các đội bóng nhà giàu khác thì đều đã có cho mình một tiền đạo đáng tin cậy. Trong hoàn cảnh đó, nếu không phải Man City thì là ai? Bằng phương pháp loại trừ cũng có thể nhận ra vì sao đội bóng màu xanh của thành phố Manchester lại xuất hiện bên cạnh cái tên Ronaldo trên các mặt báo, đặc biệt là trong những ngày mà thương vụ Harry Kane dần cho thấy dấu hiệu xa tầm với. Thậm chí những tin đồn đang dần trở nên chân thực hơn khi người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã bắt đầu có những động thái tiếp cận với Man City để chào mời thân chủ của ông. Bản thân ngôi sao áo số 7 cũng đã nói chuyện với những người đồng đội tại đội tuyển như Ruben Dias, João Cancelo và Bernardo Silva về khả năng quay trở lại nước Anh cho màu áo của The Citizen. Bất cứ đội bóng nào có ý định chiêu mộ một ngôi sao tầm cỡ như CR7 sẽ phải nghĩ đến bài toán về tính khả thi đầu tiên. Ở tuổi 36, Ronaldo giờ đã không còn đắt giá như trước nữa. Những nguồn tin uy tín cho hay Juventus sẵn sàng bán đi ngôi sao của họ với cái giá chỉ là 30 triệu euro. Đó là một cái giá không đắt, nhưng khoản lương của CR7 thì lại là câu chuyện khác. Ronaldo hiện đang nhận mức lương 30 triệu euro một mùa, gấp rưỡi mức lương mà cầu thủ hưởng lương cao nhất hiện tại của City là Kevin De Bruyne đang nhận. Không những vậy, Juventus hy vọng có thể thực hiện một cuộc trao đổi và nhận được Gabriel Jesus hoặc Bernardo Silva theo chiều ngược lại, còn City thì không hề thích đề nghị này. Họ muốn bán Silva với giá cao và giữ chân Jesus bằng mọi giá. Đương nhiên, chi phí để sở hữu Ronaldo cao như vậy là có lý do của nó. Mặc dù đã 36 tuổi, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những cây săn bàn đẳng cấp hàng đầu thế giới hiện tại. Trong 133 trận khoác áo Juventus ở 3 mùa giải đã qua, CR7 đã ghi được đến 101 bàn thắng vào mùa giải vừa rồi. Anh cũng là người giành danh hiệu vua phá lưới Serie A. Nhưng ở một giải đấu khắc nghiệt và rất nặng về mặt thể chất như Premier League, tuổi tác là một vấn đề lo ngại. Và chiêu mộ một cầu thủ sắp bước sang tuổi 37 với mức phí khổng lồ là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải suy xét kỹ lưỡng. Nếu như muốn chi nhiều tiền thì ngoài Harry Kane và Cristiano Ronaldo, Man City vẫn còn đó những sự lựa chọn đắt giá không kém. The Citizen hoàn toàn có thể đi một nước cờ không ai ngờ tới, đó là hớt tay trên của Real Madrid trong thương vụ Mbappe. 4 năm về trước, Paris Saint-Germain đã phải bỏ ra số tiền lên tới 180 triệu euro để mang về ngôi sao trẻ người Pháp. Và chắc chắn đội bóng nào muốn có anh trong mùa hè này sẽ không thể trả giá thấp hơn. Real Madrid dường như đang một mình một ngựa trong việc theo đuổi Mbappe. Thế nhưng diễn biến mới nhất ở thương vụ Harry Kane có thể sẽ đưa thêm một ứng viên mới vào cuộc đua tốn kém này. Lời đề nghị đầu tiên trị giá 160 triệu euro của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị Paris Saint-Germain từ chối. Quan điểm của đội chủ sân công viên các hoàng tử đó là Mbappe không phải không để bán,
họ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho anh, nhưng chỉ khi nhận được mức giá hợp lý mà thôi. Nếu như tham gia cuộc đua này thì Man City sẽ là những người thất thế hơn, bởi ai cũng hiểu rằng ước mơ của Mbappe là được chơi bóng tại Real Madrid. Điều khoản cá nhân giữa Real và Mbappe có lẽ không phải là vấn đề quá lớn, họ chỉ cần thuyết phục Paris Saint-Germain nhả người là được. Đội chủ sân Bernabeu đang là những người đi trước và nắm hoàn toàn lợi thế trong thương vụ này. Man City với tư cách kẻ đến sau, nếu muốn tạo ra bất ngờ thì chỉ còn cách chi thật nhiều tiền mà thôi. Đó gần như đã là những sự lựa chọn khả dĩ nhất dành cho Man City nếu họ thực sự muốn nâng cấp hàng công ở thời điểm hiện tại. Còn đó rất nhiều tiền đạo với mức giá tầm trung trên thị trường. Nhưng chỉ cần nhìn vào danh sách những mục tiêu của City là có thể thấy tham vọng của đội bóng này ở vị trí tiền đạo là lớn đến mức nào. Pep Guardiola đã có một đội hình quá chất lượng trong tay với những nguồn cung cấp bóng hàng đầu châu Âu rồi. Điều mà ông cần chỉ là một chân sút chất lượng để có thể chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng mà thôi. Nếu như không thể làm được điều đó trong mùa hè này, thì Man City cũng có thể lựa chọn phương án không mua thêm bất kỳ ai và tiếp tục hài lòng với những gì mà họ có trong tay, đồng thời đặt niềm tin vào những nhân tố trẻ. Tuy nhiên nếu làm vậy thì Pep sẽ gần như không có thêm bất kỳ tiền đạo cắm nào trong đội hình, khi mà Gabriel Jesus đang cho thấy anh phù hợp hơn với vị trí chạy cánh. Còn Ferran Torres chưa cho thấy sự tiến bộ sau quãng thời gian được thử nghiệm ở vị trí mũi nhọn. Khi đó, Pep sẽ lại phải tiếp tục tin dùng những tiền đạo ảo và trung thành với sơ đồ không tiền đạo như giai đoạn nửa cuối mùa giải trước. Đó cũng sẽ là thời cơ để những cái tên ít nhận được kỳ vọng có cơ hội tỏa sáng. Với Pep Guardiola, những sự thử nghiệm mới mẻ và những phát kiến thú vị đã là điều quá quen thuộc và gần như không thể thiếu ở mỗi mùa giải. Ở mùa bóng trước, chúng ta cũng có thể thấy Ike Gundogan đã thi đấu bùng nổ ra sao trong vai trò là cây săn bàn chính của đội khi những Sergio Aguero và Kevin De Bruyne vắng mặt. Vì không có tiền đạo nào cập bến có thể sẽ là cơ hội để Pep tiếp tục thể hiện tài lắp ghép và ứng biến của mình. Và cũng đừng quên một gương mặt nhận được không ít sự kỳ vọng tại sân Etihad, đó là tiền đạo trẻ Liam Delap, ngôi sao sáng giá nhất của học viện Man City. Tiền đạo trẻ năm nay mới 18 tuổi này đã có một số trận đấu được trao cơ hội ở mùa giải trước và cậu cũng đã thể hiện tốt khi ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội 1 Man City. Trước sự trèo kéo từ các đội bóng trên khắp châu Âu mùa hè này, Pep Guardiola tuyên bố Delap chắc chắn sẽ ở lại Man City và được đôn lên thành phần đội 1, có nghĩa là cậu sẽ được ra sân nhiều hơn ở mùa giải tới. Biết đâu đấy đây lại là thời cơ để một Marcus Rashford hay Harry Kane thứ hai có cơ hội bước ra ánh sáng cũng nên. Và nếu như Man City kiên nhẫn chờ đợi thêm một mùa giải, thời cơ sẽ mở ra với họ ở mùa hè tiếp theo khi bom tấn Erling Haaland đang chờ được phát nổ. Tiền đạo người Na Uy nhiều khả năng sẽ không rời khỏi Dortmund vào mùa hè này, nhưng ở kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo, cái giá của anh sẽ được cố định ở con số 75 triệu euro. Tất nhiên, đây chỉ là cánh cửa đầu tiên mà bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ anh phải vượt qua. Còn chi phí thật sự thì lớn hơn rất nhiều. Ngay trong mùa hè này, người đại diện Mino Raiola của Holland đã có ý định đòi hỏi mức lương lên đến 50 triệu euro một mùa cho thân chủ của ông. Đồng thời, bất cứ đội bóng nào muốn chiêu mộ Holland sẽ phải chi ra khoản tiền lót tay lên đến 40 triệu euro cho Raiola và 20 triệu euro nữa cho bố của Holland. Những con số mà chỉ nghe thôi đã cảm thấy rùng mình. Thậm chí ở mùa giải tới, khi mà các ông lớn tranh giành nhau món hàng hot nhất trên thị trường chuyển nhượng, thì những chi phí kể trên có thể sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân. Dù là đội bóng nào giành được chiến thắng thì nhiều khả năng đây cũng sẽ trở thành thương vụ tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá. Bởi vậy, nhiều đội bóng lớn đã bắt đầu gom góp tiền từ thời điểm hiện tại để chờ đợi cuộc đua được dự báo rất khốc liệt vào năm sau. Man City cũng hoàn toàn có thể làm như vậy, chấp nhận thêm một mùa bóng sống chung với lũ và chờ đợi thời cơ lớn nhất dành cho mình. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland hoặc không ai cả, dù là phương án nào đi chăng nữa thì Man City cũng cần phải thật khẩn trương. Về thời gian thì không chờ một ai và cánh cửa của thị trường chuyển nhượng chỉ còn 6 ngày nữa là sẽ hoàn toàn đóng lại. Chuyến tàu mang theo Harry Kane sẽ không bao giờ đến được với nhà ga Manchester City, nhưng sân ga thì vẫn còn đang đó và chờ đợi những chuyến tàu đắt giá nhất cập bến trong tương lai.